Ý nó nói là hết hết dung lượng á con Tư. Hết dung lượng là gì? Là hết thể nhớ. Quay còn lại đây mà còn vô mà hết gì? Nó hiện cái dòng đó là nó hết thể nhớ. Còn mà mới mà. Bỏ xe lên bên kia đi em. Con